Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng 10 năm 2004. Chúng ta bước vào ngày thứ 20 của khóa tu. Chúng ta còn 70 ngày. Hy vọng rằng tất cả mọi người trong chúng ta đều đã an trú trong khóa tu. Không có một chân trong và một chân ngoài, hai chân đều ở trong hết. Con người là một cái sinh vật gọi là sinh vật xã hội, là social animal. Con người không thể nào sống đơn độc được. Chúng ta không thể nào sống hạnh phúc mình. Chúng ta phải sống hạnh phúc với những người khác trong gia đình, trong cái tập đoàn của mình. Và khi chúng ta quan sát, chúng ta thấy có những cái loại sinh vật nó sống theo cái tinh thần đó một cách rất là kỳ diệu. Ví dụ như cái loại ong. Ong không bao giờ nó sống mình. Ong nó phải sống chung với cả tổ ong, nó phải ở chung, nó phải làm việc chung, nó thực tập cái lục hòa. Mà khi mà nó đi lấy cái nhị hoa với để làm mật á, nó không có làm mật riêng cho nó, nó dành riêng cho nó. Mà khi nó đi lấy hoa, đi lấy nhị hoa đó, nó không nghĩ rằng nó đi lấy riêng cho nó, để lấy cho cả cái tập thể ong của nó trong cái tầng đó. Và những con ong làm việc rất là siêng năng của mấy ong. Và cái năng lượng của sự siêng năng đó chúng ta gọi là tấn lực. Tấn lực là năng lượng của sự sinh năng. Tấn tức là sinh năng, tinh tấn. Sinh năng là năm loại cái năng lượng, một trong những loại năng lượng tiến tấn niệm định tuệ. Cái năng lượng nó tạo ra cái sự siêng năng đó, cái cần cù đó, là cái ý muốn đem lại một cái đời sống được bảo đảm, được bảo hộ của cả đoàn thể những con ong, chứ không phải là chỉ có một con ong. Chúng ta quan sát những cái loài khác, nó cũng thuộc về những cái sinh vật và xã hội, như là những cái loài kiến. Thì những loài kiến nó cũng hành động như vậy, nó cũng sinh hoạt như vậy, nó sinh hoạt tập thể. Và tất cả những cái gì nó làm, nó đều làm cho cái tập thể của nó nhất. Có cái sự riêng tư. Cái loài mối cũng vậy, nó có rất là nhiều tình, nó có sẽ xây ra những cái nhà cửa lâu đài rất là tiện nghi. Nếu chúng ta nghiên cứu cái ổ mối, chúng ta sẽ thấy rằng ở trong nội bộ nó có phòng lạnh để nó chứa thức ăn, và nó có những cửa thông hơi để luôn luôn nó có không khí trong nhà. Nếu ông vậy, nó xây dựng một nhà cửa rất là đẹp, rất là nêu. Mỗi con ông là một kiến trúc sư. Tổ ông rất là đẹp.
và họ cũng có trí tuệ, cũng có nghệ thuật, và họ có nghệ thuật sống chung rất là hay. Bất cứ một cái gì mình làm là mình làm trong đoàn thể, và những con ong cũng như là những con kiến, khi mà người ta nghiên cứu cái đời sống của họ thì người ta thấy được rằng họ có những cái phương tiện để mà truyền thông với nhau. Loài ong là kiến nó có ngôn ngữ. Cái ngôn ngữ đó không hẳn là âm thanh, nhưng mà nó có ngôn ngữ để truyền thông với nhau. Có một nhà khoa học Đức khi nghiên cứu về loài ong thì tìm ra rằng những con ong nó truyền thông với nhau bằng những cái điệu múa. Nếu một con ong đi tìm hoa và phát kiến ra một cái đám hoa rất là nhiều, thì khi mà nó lấy được với ít nhị đem về rồi đó, thì nó sẽ biểu diễn một cái đường múa. Các con ong khác nhìn, và qua cái đường múa đó nó chỉ dẫn là phải đi hướng nào để có thể đi tới được cái khu mà có nhiều hoa đó. Rất là hay. Con kiến con mình, con kiến nó cùng đầu nhau, nó nói cái gì đó, nó tiết ra những cái chất hóa học ở trong trong người của nó. Và ngôn ngữ của họ cốt có nhiều loài nó làm bằng chất hóa học. Hóa học tức là ngôn ngữ, những cái hóa chất á, cái hóa chất là ngôn ngữ của rất là nhiều người, nhiều loài. Một con bướm là một con chuột chấu hay là một cái sinh vật nào khác, khi nó muốn biết, nó muốn nói cho những cái đồng loại biết là nó đang ở đó, và nếu mà muốn tìm tới nó thì có thể đi theo cái mùi hương để mà tìm tới. Bởi vậy cho nên nó phát ra những cái chất hóa học, và những cái khoa học đó nó truyền ra không gian. Con đực mà đi tìm con cái cũng là do cái mùi hương đó mà tìm tới. Và như vậy những cái chất khoa học á cũng là cái ngôn ngữ của nhiều loại. I'm here, please come. Nó không cần phải dùng chữ, nó chỉ cần dùng những chất khoa học. Rất là mỏng. Khi một đoàn kiến nó vượt qua một cái trở ngại như một cái dòng nước, thì nó bám vào nhau để nó làm thành một cái cầu để cho những con kiến khác mà leo lên, nó vượt qua cái dòng nước đó. Rất là hay. Và như vậy là giữa các loài nó có những cái phương tiện truyền thông, và các nhà khoa học não bộ của thế kỷ thứ 21 họ cũng đã tìm ra được cái cách sinh hoạt hoạt động của những tế bào trong cái não bộ của mình. Ở trong não bộ nó có hàng chục triệu tế bào, và các tế bào đó làm việc chung trong những cái lĩnh vực suy tư, tưởng tượng, hồi tưởng, làm quyết định, rất là. Nhưng mà có một điều rất là mầu nhiệm là không có, nó không có một ông chú, không có một tế bào nào vui là ông chú rồi ra lệnh. Tất cả đều là tế bào như nhau.
và các tế bào hợp tác với nhau để tạo ra những cái tác dụng về tâm lý như là nhận thức, như là quyết định, như là suy tư, rất là hay. Và giữa các tế bào đó nó có cái sự truyền thông, và sự truyền thông đó, truyền thông với nhau đó, nó được liên tục xảy ra. Trong một giây đồng hồ, trong vòng một giây đồng hồ, thì tế bào óc này truyền thông với tất cả các tế bào óc khác á, nhiều lần, và phóng đi những cái luồng điện. Và khi một tế bào óc muốn truyền thông với tất cả các tế bào óc khác thì nó truyền đi một cái luồng điện và nó tới với tất cả các tế bào khác. Và ưu tiên là nó tới gần, tới những tế bào mà cùng chung một cái trách nhiệm. Cũng như là ban chăm sóc á, truyền thông với nhau, rồi truyền thông với đại chúng. Nhưng mà ban chăm sóc là một cái nhóm đặc biệt, thành sự truyền thông của ban chăm sóc nó phải liên tục với nhau. Và có những cái chất hóa học nó giúp cho sự truyền thông đó. Và các tế bào trong cái óc của mình truyền thông bằng điện với sự cộng tác của những cái chất hóa học, giúp cho sự truyền thông giữa các tế bào óc nó diễn ra liên tục nhiều lần trong giây đồng hồ. Thì những chất đó gọi là neurotransmitter. Transmitter là cái transmitting, tức là trao truyền cho nhau. Neuro tức là não, và có cái là cái bộ óc của mình với hàng triệu triệu tế bào nó vận hành như là một cái dàn nhạc. Có rất là nhiều cái hoàn điệu. Mà không có nhạc trưởng điều khiển. Đó là nhờ sự truyền thông của các tế bào nó xảy ra liên tục. Và sự thật không cần một cái nhạc trưởng, một người làm ông chú để ra lệnh. Và cái giáo lý vô ngã nó được nhận diện một cách rất rõ ràng trong cái sự vận hành của các tế bào óc. Hồi Đức Thế Tôn chưa nhập diệt đó, thì quan đại thần Vasakara có hỏi là sau khi Đức Thế Tôn nhập diệt thì ai là người thừa kế Đức Thế Tôn để mà chỉ huy, để mà cầm đầu tăng đoàn. Thì Đức Thế Tôn nói không có ai hết. Tăng đoàn không cần một người lãnh đạo, không cần người chỉ huy. Vì tất cả mọi người trong tăng đoàn đều nương vào pháp, vào luật, nương vào Dhamma và Vinaya. Nếu tất cả mọi thành phần của tăng đoàn nương vào pháp và vào luật thì sẽ có sự truyền thông, sẽ có sự vận hành, sẽ có sự hòa hợp, sẽ có sự nhịp nhàng, hòa điệu. Và không cần một ông chủ
thì Đức Thế Tôn cũng nghĩ rằng tăng đoàn của Đức Thế Tôn có thể vận hành như là bể ong hay là như một cái não bộ không cần ông chủ, nghĩa là có sự truyền thông liên tục. Và như vậy vào đầu thế kỷ thứ 21 là ông ta ra được cái chân lý vô ngã, không cần ai làm chủ. Chúng ta học được bài học đó khi chúng ta quan sát cái sự sống của nhiều loài, ví dụ như một loài chúng là chim, là cá. Khi một cái đàn cá mấy chục ngàn con nó bơi rất là hòa điệu, và khi nó chuyển hướng trong một giây đồng hồ tất cả đều chuyển hướng. Khi một đàn chim nó bay trên trời, nó bay rất là hòa điệu, một cái formation cũng đàn chim bay trên trời rất là hòa điệu. Và cái hạnh phúc, cái sự an ninh của mỗi tế bào, nó là sự hạnh phúc và cái sự an ninh của tất cả những tế bào khác. Mỗi con ong nó không đi tìm một cái tương lai riêng, một cái hạnh phúc riêng. Điều này là điều chắc chắn. Mỗi con ong không có đi tìm một hạnh phúc riêng, một cái sự an ninh riêng. Mà khi nó đi lấy nhị hoa, nó không nghĩ rằng nó đi lấy cái đó để chất, để cất chứa cho riêng nó. Và cái sự an bình và hạnh phúc của các tổ ong chính là sự an bình và sự hạnh phúc của mỗi con ong. Trong cơ thể của chúng ta cũng vậy, có hàng triệu triệu tế bào, và các tế bào trong cơ thể không có đi tìm cái hạnh phúc riêng, cái sự an bình riêng. Và có một cái sự nhịp nhàng hòa điệu giữa các tế bào trong cơ thể. Vì vậy cho nên có cái tuệ giác vô ngã trong từng tế bào. Mà các tế bào này không cần phải học, nghe pháp thoại và thực tập, mà vẫn có cái tuệ giác vô ngã đó. Cái đó gọi là vô sinh trí, cái đó gọi là căn bản trí, nó có sẵn rồi. Hạnh phúc không phải là một cái gì riêng tư và cá nhân, không có cái mà ta gọi là hạnh phúc cá nhân, individual happiness. Thế kỷ thứ 20 đau khổ rất là nhiều, tại vì người ta đi theo cái đường lối của cá nhân, individualism. Mỗi người đi tìm cái hạnh phúc của riêng mình. Ông ăn chả thì bà đi tìm nem mà. Và mỗi người đi tìm cái hạnh phúc riêng của mình, bởi vì vậy cho nên không có sự hòa điều. Mà nếu mà người cha đau khổ, thì làm sao đứa con có thể hạnh phúc được? Nếu đứa con khổ đau thì người cha làm sao có hạnh phúc được? Cho nên hạnh phúc là hạnh phúc chung, mà muốn có hạnh phúc chung là phải có sự truyền thông, để người cha biết được những yếu của đứa con và đứa con biết được những yếu của người cha. Nếu trong não bộ có những cái chất gọi là neurotransmitter, nó giúp cho các
tế bào thần kinh thông thường mà truyền thông với nhau. Thì trong một cái gia đình cũng vậy, trong một cái tăng thân cũng vậy, chúng ta phải có những phương tiện để làm cho sự truyền thông nó xảy ra trong từng giây phút của đời sống hàng ngày. Đó là ánh mắt, đó là nụ cười, đó là những cái tư duy chăm sóc, đó là cái phương pháp lắng nghe, đó là sử dụng ái ngữ, đó là những cái chúng ta có thể tạm gọi là Sangha Transmitter, bên Neurotransmitter và Sango Transmitter. Những cái chất liệu nó giúp cho mỗi thành phần của tăng thân có thể truyền thông được một cách liên tục và dễ dàng với những cái thành phần khác của tăng thân. Và chúng ta phải bắt chước lại ông. Chúng ta đừng có những giấc mộng riêng. Chúng ta đừng có đi tìm một tương lai riêng. Thì tự nhiên những cái khổ đau chúng ta sẽ giảm bớt, sẽ tiêu diệt. Và vì vậy cho nên cái sự thực tập gọi là quý vị tăng rất là quan trọng. Ta phải coi cái thân thể của tăng thân là Sangha Body, là thân thể của chính mình. Mỗi khi nào trong thân thể tăng thân có một cái vùng đau nhất thì ta biết rằng cái vùng đau nhất đó cũng là vùng đau nhất của chính mình. Mình phải chăm sóc cho cái vùng đau nhất đó. Cũng như cái chân nó bị sưng thì tuy là cái tay không bị sưng nhưng cái tay nó tới nó xoa bóp cái chân. Tại vì cái tay biết rằng cái chân cũng là mình. Mình là cái tay, nhưng đồng thời cũng mình cũng là cái chân. Cũng như sáng nay mình thiền quán, mình nói mình là chiếc lá, nhưng mà mình cũng là thân cây. Mình cũng là cành, và mình cũng là những chiếc lá khác. Mình nuôi dưỡng mình, tức là nuôi dưỡng tất cả cây. Và mình nuôi dưỡng tất cả cây, tức là mình nuôi dưỡng mình. Không có cái tương lai riêng của một chiếc lá. Không có hạnh phúc riêng của mình, chắc là hạnh phúc bằng cái gì? Chung cùng nó tập thể. Và nếu chúng ta tổ chức tăng thân, chúng ta sống đời sống của tăng thân theo được nguyên tắc đó, thì khổ đau của chúng ta sẽ rơi rụng hết. Và chúng ta có thể đi như một dòng sông, đi bay như một đàn chim, và sinh hoạt như một tổ ong rất là đẹp. Và chúng ta làm chỗ tâm từ cho bao nhiêu là người khác. Nếu quý vị trong quá khứ đã đi tìm cái tương lai riêng, cái hạnh phúc riêng mà chưa đạt được, thì quý vị phải biết rằng tại vì quý vị đã chưa thấy được rằng hạnh phúc không thể làm cái gì riêng tư được. Và mình phải học được cái phương pháp của lại ông, cái hành nguyện của lại ông, cái tập khí của lại ông. Đi đâu cũng là đi cho cả bảy ông. Làm gì là làm cho cả bảy ông. Và giáo lý vô ngã của đạo Phật phải được hiểu như vậy. Nếu áp dụng được cái đạo lý vô ngã thì khổ đau nó rơi rụng và hạnh phúc chân thật có thể có mặt liền lập tức. Ở Việt Nam chúng ta nói một con ngựa đau thì các tàu không có ăn cỏ. Tàu này tức là các cái chuồng ngựa, còn những ngựa đau thì các tàu ngựa là không có ăn cỏ. Chúng ta cũng vậy. Khi mà chúng ta có một thành phần trong tông thân cũng được hạnh phúc, chúng ta phải chia sẻ cái khó khăn cảnh đó
và sử dụng cái tề giá, cái kinh nghiệm, cái tình thương của chúng ta để chúng ta giúp cho cái thành phần đó thoát ra khỏi cái tình trạng u ám bị mắc kẹt. Không nên đó, làm như vậy không phải là làm cho riêng người đó, làm như vậy làm cho cả tâm thân. Kiểu cho đó là gia đình, lứa đôi, thì cái tự giác này, cái phương pháp này cũng có thể áp dụng được. Nghĩa là chúng ta không muốn đi tìm tiền phục riêng, chúng ta làm là chúng ta làm chung cho tất cả mọi người. Chúng ta đi tu cũng là đi tu cho cả gia đình. Chúng ta đi làm là chúng ta đi làm cho cả gia đình. Chúng ta ngồi thiền, chúng ta ngồi thiền cho tất cả gia đình. Ta mỉm cười tất cả gia đình. Dòng họ đừng có nghĩ rằng mình đang đi riêng rẽ, mình đang làm cái đó cho tất cả mọi người, và mình phải truyền thông được cái đó cho những người khác trong gia đình và trong đoàn thể của mình. Nếu loài ong nó truyền thông được, và kiến nó truyền thông được, và chim nó truyền thông được, thì mình cũng truyền thông được. Tại sao không? Mình truyền thông bằng nhiều cách, bằng cách sống của mình, bằng ánh mắt của mình, bằng lời nói của mình, bằng sự lắng nghe của mình, bằng cái khả năng hiểu, bằng khả năng thương của mình, thì mình truyền thông được. Nếu chúng ta muốn có một tương lai, thì chúng ta phải sống theo cái đường hướng đó. Cái tương lai này không phải là tương lai của một cá nhân, mà của cả một cái truyền thống. Ở Việt Nam chúng ta thường nói vấn đề như thủ tục anh em như thế là tay chân. Tay là tay, nhưng mà tay cũng là chân. Tay đau thì chân đau, mà chân đau thì tay đau. Đó là cái bất nghĩa, đó là ý nghĩa tương tức, đó là ý nghĩa vô ngã. Không phải là cái gì quá triết học sâu xa, đó là những cái rất là đơn giản mà bất cứ ai cũng có thể hiểu được. Trong thiền quán, trong công phu thực tập, trong thời gian chấp tán, trong khi đi đứng nằm ngồi, chúng ta có cơ hội để quán chiếu về cái đó. Cái đó là tuệ giác tương tức, cái đó là tuệ giác vô ngã, đó là tuệ giác bất gì, đó là cái giáo lý tâm sâu nhất của cái món sư truyền lại. Và chúng ta đừng có tiếp tục giam hãm chúng ta vào trong một tù của cái ngã, đi tìm một sự an vui riêng, đi tìm cái tương lai riêng. Đó không phải là thực tập theo như Đức Thế Tôn dạy. Chúng ta đã nghe những cái điều khái quát về cái thời kỳ đầu, gọi là thời kỳ
tiểu thừa sơ kỳ. Chúng ta đã nghe một cái điều tổng quát về cái thời kỳ thứ hai, gọi là thời kỳ tiểu thừa bộ phái. Và hôm nay chúng ta sẽ nói sơ lược một vài điều về cái thời kỳ thứ ba, tức là thời kỳ xuất hiện. Thành lập của Đại Thừa. Thời kỳ này, như chúng ta biết, nó bắt đầu từ năm 100 trước Thiên Chúa Giáng Sinh cho đến năm 300 sau Thiên Chúa Giáng Sinh. Ba trăm năm mươi tới một trăm, trăm tới ba trăm. BC trước Chúa. AD sau Chúa. Thời kỳ đầu, thời kỳ tiểu thừa. Tiểu thừa sơ kỳ. Thời thứ hai là tiểu thừa bộ phái. Thời thứ ba xuất hiện kinh đại thừa. Dễ nhớ. Thì chúng ta đã biết rằng trong cái thời kỳ tiểu thừa bộ phái này á, chúng ta phát sinh ra nhiều cái tư tưởng, nhiều cái tự giác, nó làm nền móng cho sự phát hiện của Phật giáo Đại Thừa. Thì chúng ta biết là vào giữa thế kỷ thứ 3, đây là thế kỷ thứ 4 trước Thiên Chúa. Giữa thế kỷ thứ 3 thì có vua A Dục, Asoka. Và cái sự xuất hiện của vua A Dục đó, nó đóng góp một cái phần rất là quan trọng cho sự phát triển của Đạo Bộ các Ấn Độ. Trước đó, Đạo Bộ các Ấn Độ nó chỉ là một cái dải, một cái vòng đai từ Đông tới Tây. Bên phía Đông thì nước Anga, bên phía Tây là Avanti. Nhưng mà nhờ có vua A Dục, cho nên Đạo Bộ có thể truyền ra khắp cõi Ấn Độ. Asoka tức là vô vô ưu, vô vô ưu. Vua A Dục là người đã thống nhất được nước Ấn Độ, thống nhất được toàn cõi Ấn Độ. Nhưng mà vua không có bằng lòng, không có mãn ý với cái sự thống nhất lãnh thổ. Vua muốn thống nhất cái nhân tâm. Và vua đã có cảm hứng, tìm cảm hứng trong một cái đường hướng tâm linh. Và vua rất là mến một Đạo Bộ. Vua đã cho dựng lên toàn cõi Ấn Độ những cái trụ đá. Những cái trụ đá, trên đó có khắc những cái thông điệp của vua, những lời khuyên của vua bằng tiếng Brahmi, khuyên người nên thực tập tình thương, bất bạo động, sống với nhau nhân ái,
Và hiện bây giờ người ta đã khám phá ra những cái trụ đá đó, họ đã lại ghi chép lại được những cái thông điệp của vua. Ở Ấn Độ có nhiều truyền thống tâm linh, nhưng mà vua rất là đặc biệt yểm trợ cho đạo mục. Ở Lumbini, tức là vườn Lumbini, nơi mục giáng sinh, thì vua có dựng lên một cái trụ đá, và những hàng chữ Brahmi còn đọc được rõ ràng. Nơi đây Đức Thích Ca Mâu Ni đã giáng sinh, và nhờ cái viễn cổ đẹp đẽ đó, cho nên dân chúng vùng này khỏi phải trả thuế, và cái trụ đá còn đứng vững cho tới ngày hôm nay. Chúng ta còn có thể tới. Và nhà vua, trong khi mà khắc ra, dựng lên những trụ đá và khắc lên những cái thông điệp về tình nhân ái, về con đường mức bạo động, ahimsa, mức bạo động, nhà vua cũng sống như vậy. Nhà vua ra lệnh đừng có giết hại sinh vật nhiều để ăn, tôn trọng cái đời sống, cái sự sống của sinh vật. Vì vậy cho nên ra lệnh cho nhà bếp của hoàng gia giới hạn lại cái sự sát sinh để làm thức ăn cho hoàng gia. Và nhà vua không những đưa ra những thông điệp, mà nhà vua cũng cố gắng sống như thế nào để cái đời sống của mình nó phản chiếu được niềm tin lên con đường bước qua đó. Tại vì trong cái cuộc chiến tranh thống nhất Ấn Độ thì bao nhiêu sinh linh đã bị mất mạng, cho nên nhà vua đã học được bài học đó, và vậy cho nên sau đó thì quyết đi trên con đường tôn trọng sự sống, con đường bước qua đó. Thì hình ảnh của vua A Dục là hình ảnh của một vị Bồ Tát tại gia. Và vì vậy cho nên cái nền văn học bản sinh và nền văn học thí dụ nó dựa vào cái hình ảnh đó để tạo dựng ra những cái hình ảnh Bồ Tát kiếp trước của Bồ. Và chúng ta biết rằng cái nền văn học bản sinh và nền văn học thí dụ đó đã sử dụng rất là nhiều những cái câu chuyện, những cái chuyện thần thoại, những cái câu chuyện cổ tích của toàn cõi Ấn Độ. Và cái nền văn học bán sinh Jataka và nền văn học thí dụ Avadana đó bắt đầu nó xuất phát từ hướng bộ Sarvastivada, và sau nó đi tới đại chúng bộ, và cuối cùng thì thượng tọa bộ cũng phải đi theo. Do đó cho nên hiện bây giờ mình thấy trong thượng tọa bộ tiểu bộ nó có một loạt tới 500 chuyện tiền thân. Và ngay từ những cái thế kỷ đầu của thời đại này là những cái truyền thân đằng đó nó được đi vào ở trong đá, nghĩa là trong những tác phẩm điêu khắc nghệ thuật thì đã có những chuyện tiền thân rồi rất là sớm. Có một điều nên nhắc lại kẻo quên, trong suốt cái thời gian này, Phật giáo sơ kỳ và sơ ca là trong các thiền đường, trong các Phật đường không có tịnh Phật. Không có tịnh Phật. Người tín đồ lấy lại nhưng mà không có tịnh Phật. Người ta khắc ra những cái hình ảnh của cái Bồ Đề và cái Bồ Đề tòa, nhưng mà người ta không có để tịnh Phật lên đó. Và khi mà lạy xuống thì mình lạy cái Bồ Đề với là cái tòa Bồ Đề đó, mà không có tịnh Phật. Mãi gần tới khoảng năm 200 trước Thiên Chúa giáo thì bắt đầu người ta mới
làm từng Phật mà thôi. Tại vì trong tâm tưởng người ta nghĩ rằng không thể nào mà hình dung được Đức Thế Tôn qua một hình ảnh. Đức Thế Tôn quá tuyệt vời, không có thể nghĩ bằng, bất khả tư nghị về con người Đức Thế Tôn. Cho nên sợ làm ra tượng Đức Thế Tôn không có biểu lộ được cái vĩ đại của bậc đạo sư, cho nên nhất định là không làm tượng. Hay như vậy. Còn bây giờ thì chúng ta không có tượng thì chúng ta không lại được. Và tượng nhỏ thì nói tại sao tượng Phật nhỏ quá mình lại đâu sướng. Trong những cái điêu khắc cổ xưa mình thấy có cái bồ đề là đối tượng cho sự kính lạy, có cái tảng đá để buộc ngồi là chỗ là đối tượng cho sự kính lạy, nhưng mà không có tượng Phật. Họ giỏi như vậy, họ có thể thấy được Đức Thế Tôn bằng con mắt vô tướng, còn chúng ta thua. Điều này cũng dễ hiểu thôi. Ví dụ như xem pháp chiếu chụp hình thầy rất là nhiều, nhưng có cái hình nào có thể cho mình thấy được cái thầy thật của mình đâu? Thiệt là như vậy. Dù cái hình của xem chụp đẹp cách mấy thì đó cũng phải là thầy. Thầy khác hơn cái hình ảnh rất là nhiều. Và trong cái tâm trạng đó, trong cái ý thức đó mà Phật tử các thể tử có nhiều thế hệ của sau khi buộc nhập diệt không có nỡ nào tạo tượng buộc, tại vì biết được tạo được tượng buộc thì làm cho buộc mất đẹp hơn. Và chúng ta đã thấy có những cái tác phẩm nó xuất hiện trong các bộ phái. Nó bắt đầu nói rằng cái người cư sĩ có thể sống qua nhiều kiếp, con người có thể sống qua nhiều kiếp để thực tập những cái mình đã đưa mình lên cao, thực tập bố thí, thực tập trì giới, thực tập nhẫn nhục, thực tập tinh tấn, thực tập thiền định, thực tập trí tuệ. Và thực tập những cái pháp môn khác. Và vì vậy cho nên là ngoài con đường thanh văn, nó còn có con đường của dương giác, và nó còn có con đường của Bồ Tát. Nhất là trong cái bộ phái Đại Chúng Bộ. Vì vậy cho nên hai cái nền văn học Bán Sinh, Jataka và Thí Dụ có không biết bao nhiêu là hình ảnh, bao nhiêu là câu chuyện về những người đang thực tập, và cái mong ước của họ không phải là chỉ trở thành một vị A-la-hán, mà họ hướng đến Phật quả. Bởi vì cho nên chúng ta đã nói rằng tuy là họ tiểu thừa, nhưng mà họ đã có nói tới Bồ Tát thừa. Họ đã có ý niệm tam thừa rồi, tức là thanh văn thừa, duyên giác thừa và Bồ Tát thừa. Bồ Tát thừa đó chúng ta gọi là Bồ Tát thừa của tiểu thừa. Và sau này chúng ta sẽ có Bồ Tát thừa của đại thừa. Và họ cũng đã bắt đầu nghĩ tới những cái giai đoạn, những cái tầng lớp, những cái cấp bậc tu học, và họ đã bắt đầu nói tới mười địa. Nhưng mà mười địa của Phật giáo tiểu thừa nó không có giống, nó rất là khác với mười địa của Phật giáo đại thừa sau này, như là trong kinh Thập Địa, Dasa Bhumika. Nghiên cứu về Phật giáo, về tư tưởng Phật giáo trong thời kỳ này cũng rất là vui, rất là hứng thú. Và tác phẩm Nhị Bộ Tông Luân Luận nó cũng cho mình rất là nhiều cái dữ kiện về
cái giáo lý về sự thực tập của cái thời đại này. Bắt đầu từ thế kỷ thứ nhất trước thượng kỳ Giáng sinh thì các kinh đặc thừa bắt đầu xuất hiện, và trước đó là kinh Bát Nhã. Những cái nét đặc biệt của đại thừa trước hết đó, là lý tưởng là hạng, nó chuyển thành lý tưởng Bồ Tát. Và trước kia là nói các vị Bồ Tát, Đức Thế Tôn là những cái người rất là đặc biệt, và mình không có hy vọng làm được như họ. Tuy là họ có mặt đó, nhưng mà họ quá đặc biệt, họ có siêu việt. Và các bộ phái như là Chúng Bộ hay là Thượng Tọa Bộ, đều tin tưởng rằng một vị Bụt á, nó có cái trí tuệ, nó có cái thần lực lớn lao, mà một con người không bao giờ có thể mơ tưởng có được một ngày nào được. Vì vậy nên họ bằng lòng với cái lý tưởng là, nhưng mà sau đó thì cái lý tưởng Bồ Tát nó được xuất hiện trong Thiền Môn Nhật Tụng. Trong Phật Triều ở trong cái nghi thức Thiền Môn Hội Danh, chúng ta vẫn còn có dấu tích của cái niềm tin mới là ngã kiếm phát tâm bất nguyện từ cầu thanh văn viên gia nại chí quyền thừa chư vị Bồ Tát duy ư tối thượng thừa pháp Bồ Đề Tâm nguyện giữ nhất thiết chúng sanh pháp vi chúng sanh nhất thời đồng lăng a nậu đa la tam nhãn tâm Bồ Đề. Nó có nghĩa là con bây giờ đây con phát tâm không phải là để thành thanh văn, không phải là để thành la hán, mà cũng không phải để thành các vị Bồ Tát của đại thừa nửa vời nửa chừng quyền thừa, tức là đại thừa nửa chừng. Con chỉ muốn đi theo tối thượng thừa và cái cố xe lớn nhất mà thôi, và phát nguyện rằng cùng với tất cả chúng sanh đều thành đều đạt tới quả vị vô thường chánh đẳng chánh giác, là con chỉ muốn thành Phật thôi. Chứ con không muốn làm Bồ Tát khơi khơi, con không muốn làm La Hán, con không muốn làm Thanh. Từ cái ngày đó thì hình ảnh La Hán không còn là hình ảnh lý tưởng tuyệt vời, và hình ảnh của Bồ Tát nó để nó thành thể. Nét thứ hai là ba la mật. Ba la mật tức là sự toàn hảo, perfection, đi qua hẳn bờ bên kia. Và
con đường ba la mật đó, ngoài cái trí tuệ do sự quán chiếu để đi tới giải thoát, còn có những thực tập khác như là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định. Và vì vậy cho nên thực tập bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn và thiền định cũng quan trọng như là sự thực tập quán chiếu trí tuệ. Trong cái đạo Phật Nguyễn Thủy thì cái yếu tố không thể không có để giúp mình đi tới giải thoát giác ngộ là yếu tố trí tuệ, thiện chí và thiện quán. Chỉ có chí với quán mới có giải thoát được mình thôi. Và đến đại thừa thì người ta nâng cái từ bi lên ngang hàng với trí tuệ. Nếu mình thực tập từ bi thì mình cũng có thể giải thoát được. Bi nó được nâng lên ngang hàng với trí. Trí và bi viên mãn. Không phải là chỉ trí mới đưa tới giải thoát giác ngộ, mà bi cũng đưa tới giải thoát giác ngộ. Vì vậy cho nên bố thí là từ bi, trì giới cũng là từ bi, nhẫn nhục cũng là từ bi. Nhưng mà ở Lạc Mai chúng ta học được rằng cái bi và cái trí nó dính tới nhau. Nếu có hiểu thì tự nhiên có thương. Và nếu có thương thiệt thì tức là mới có hiểu đồng rồi. Thành bi trí nó tương dung. Cho mình cách bi ra, bi trí ra rời nhau thì cũng không có đúng lắm. Có phải vậy không? Nhưng mà một trong những cái đường nét của Phật giáo Đại Thừa là nâng cái đại bi lên ngang với đại trí. Không có biết rằng đại bi chính là đại trí. Hết có đại trí thì tự khắc có đại bi. Mà hết có đại bi tức là đã có đại trí rồi. Thứ ba là sự cần thiết của Bồ Đề Tâm. Bodhicitta. Mà ở Lạc Mai mình gọi là tâm thứ yêu. Tâm giác ngộ, tâm thứ yêu. Tức là mình phải có một cái nguyện lớn. Mình phải có một cái hoài bão lớn. Đi tu là chỉ để cho hết khổ, bớt khổ. Thì cái đó không có xứng đáng. Không xứng đáng là con có Bụt. Tại cái lý tưởng của Bụt rất là lớn. Và cứu độ tất cả các chúng sanh. Mình đi tu là để cho mình bớt khổ. Mình cái đó nó tồi quá. Thành nó phải phát Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm tức là cái tâm muốn giác ngộ, muốn giải thoát. Không phải cho mình mà thôi. Mà để cứu độ tất cả chúng sanh. Con đi tu đây không phải là con đi tu cho riêng con. Con đi tu là con muốn giúp hết tất cả chúng sanh, cho nên con mới đi tu. Là tâm hiểu biết. Bồ đề tâm, bồ đề là hiểu biết, giác ngộ. Nhưng mà là mai mình dịch là tâm thương yêu. Tâm mai được là thương hết. Không có đi tìm giải thoát, giác ngộ, hạnh phúc riêng cho một mình, mà cho tất cả. Đó là cái ý nào Bồ Đề Tâm. Và trong kinh
trong kinh Bát Nhã có nói rằng Quý Bồ Tát là một con người nó biểu hiện được cho cái tâm Bồ Đề. Đi theo Bồ Tát thường có cái chí nguyện cùng đi như một dòng sông đem tới giải thoát giác ngộ toàn thể chúng sanh thì mới xứng đáng là con của Bụt, con ruột của Bụt. Còn nếu mà đi tìm cái sự giải thoát riêng biệt cho mình, cho khỏe để nhập Niết Bàn, cái đó không phải là con ruột của Bụt, đó là con ghẻ. Trong kinh Bát Nhã nói như vậy. Nhưng Bát Nhã nói rằng nhà vua mà ngủ với hoàng hậu chánh cung thì mới sinh ra thái tử được. Còn nếu nhà vua ngủ với một người cung nữ ở ngoài thì đứa con đó đánh sinh ra nó không phải là đích thực là con của vua. Nếu mà anh theo tiểu thừa, anh không phải là con của Bụt, anh phải là hoàng tử, anh không phải là pháp công tử. Anh theo đại thừa thì anh mới đích thực là con của vua. Vì vậy cho nên trong những cái tác phẩm đầu tiên của đại thừa nói rằng mấy anh ơi, mấy anh theo tiểu thừa, mấy anh không phải là con của Bụt, chính chúng tôi mới là con của Bụt, chúng tôi là con ruột, không mấy anh là con nuôi. Nói cái dòng chê trách như vậy. Trong những cái kinh Bát Nhã xuất hiện đầu thì nói như vậy. Và cái ví dụ đó rất là buồn cười. Là vua mà ngủ với hoàng hậu thì mới sinh ra thái tử thôi. Nhưng mà ngủ với những người khác thì người đó không thể được gọi là thái tử. Anh cũng vậy, nếu anh mà không có ôm lấy cái lý tưởng đại thừa, anh không phải là con thiệt của Bụt. Cái nét là kể tức là mời địa, tức là cái trình độ, cái thứ lớp tu chính của một Bồ Tát thập địa, nó được phát họa ra một cách rất rõ ràng. Có nhiều thứ mời địa, có ngay ở trong Phật giáo Bộ Phái đã cũng bắt đầu có mời địa rồi, nhưng mà mời địa của tiểu thừa nó rất là khác với mời địa của đại thừa. Và cái địa cao nhất trong 10 địa tới cái chỗ đó là cao nhất, là pháp phân địa. Thành ra ai mà xâm thường tức là đang ở pháp phân địa. Ai xâm hạ chưa phải là thập địa. Và mỗi khi mình lên trên này để làm ngày quan niệm thì các sư cô cũng lên thập địa, mọi loài hữu tình lên thập địa. Nên ngài quan niệm xâm thường tức là mọi loài hữu tình lên thập địa hết. Và chúng ta có một cái kinh gọi là thập địa kinh, nó thuộc về văn học Hoa Nghiêm. Ở trong đại thừa bắt đầu xuất hiện cái quan niệm gọi là ba thân. Ba thân của Bụt. Trong cái thời, những cái thời kỳ này đã có hai thân rồi. Tức là sắc thân. Sắc thân của Bụt. Và pháp thân. Pháp thân được hiểu là the teaching body. Buộc nói với thầy Vakali, nói cái sắc thân của tôi đâu có quan trọng mà thầy vấn mắc vào làm gì.
chính cái pháp thân của tôi mới quan trọng. Mà thầy có pháp thân tôi trong người, thầy đâu có cần phải liên tiếp gì. Thì những cái danh từ sắc thân với pháp thân nó đã có sẵn hoặc là giáo nguyên thủy. Và sắc thân sau này sẽ được hiểu là hóa thân. Nhưng mà cái chữ pháp thân ở trong Phật giáo nguyên thủy nó không còn ở trong cái Phật giáo đại thừa. Pháp thân ở trong Phật giáo đại thừa nó rất là khác. Mình sẽ học sau. Và pháp thân này tức là cái hóa thân đó. Nip Manakaya thì bên này mới thêm một cái thân thứ ba gọi là bảo thân. Sambhogakaya. Và chúng ta sẽ có cơ hội để nói về báo thân. Và thầy không có hạnh phúc lắm với cái quan điểm báo thân của Đại thừa Phật giáo. Tại vì nó đưa Phật giáo tới gần với thần giáo. Rất là nguy hiểm. Vì vậy cho nên chúng ta nói một trong những đặc điểm của Phật giáo đại thừa là có tâm thân. Thứ sáu là sự phát triển của giáo lý không Sunyata. Ở trong Phật giáo nguyên thủy, trong Phật giáo tiểu thừa đã có giáo lý không rồi, có những kinh nói về không, và trong Tam Pháp Án, Tam Giải Thoát Môn cũng có không vô tướng Bồ Tát. Nhưng mà không ở đây tưởng đưa lên một cái địa vị cao nhất. Và không ở đây nó không phải chỉ là ngã không, không có ngã, mà nó còn là pháp không. Tại vì trong Phật giáo Bộ Phái thì người ta dạy rất nhiều về ngã không, và nhất là trong hữu bộ thì nói là ngã không, nhưng mà các pháp là có ngã không pháp hữu. Cái ngã thì không có, nhưng mà những cái yếu tố tụ hợp lại nó cho mình có cái ảo tưởng là có ngã thì nó có. Đó là chủ trương của hữu bộ. Thì đại thừa lật ngược ra là nói mấy cái mà mấy anh nói là pháp và có nó cũng là không. Vì vậy cho nên ngã đã không rồi mà pháp cũng là không. Để phát sinh ra cái ý niệm về chân như. Chân như tức là cái nền tảng của thực hữu. Nó không có đi ngang qua vô thường, vô ngã. Không có, không có tới, không có đi. Và quan niệm về tàng thức, a là gia thức, nhưng mà sự phát triển của nền triết học, nền tư tưởng của đại thừa nó đưa chúng ta
tới một cái nền siêu hình học. Và cái không này, cũng như cái chân này như này, cũng như cái tàn thức này, nó trở thành là một cái bản thể, một cái nền tảng bản thể của hiện hữu, một cái ontological ground của tất cả. Cái không này nó trở thành ra một cái thực thể. Cái chân như này nó trở thành ra một cái thực thể. Cái tàng thức này nó là trở thành cái thực thể nền tảng của bản thân. Vì vậy cho nên nó rất là nguy hiểm. Khi chúng ta nói rằng cái hoa này nó biểu hiện là do những yếu tố như là ánh sáng mặt trời, đám mây, đại địa, hạt giống. Và trong cái hoa này không có cái gì riêng biệt, không có cái gì chắc thật, không có gì trường trú hết. Cái đó gọi là không. Tuy là cái hoa nó có, nhưng mà trong cái lõm của nó không. Chứ không nó chỉ có nghĩa như vậy thôi. Tức là không có cái gì nó chắc thật ở trong đấy, trường cứu ở trong đấy. Bất bướm, không có cái gì bất biến ở trong đấy. Thì chứ không ban đầu thì nó có như vậy thôi. Nhưng mà trong cái nền văn học Bát Nhã, chứ không nó đi xa hơn, nó trở thành ra cái nền tảng của tất cả vạn hữu. Là cái chân như cũng vậy. Chân như nó trở thành ra cái nền tảng của vạn hữu. Và bên tàng thức nó cũng là nền tảng, tất cả đều do thức mà ra hết. Và đây là một cái khuynh hướng gọi đi về bản thể học tăng đăng, gọi là ontologic. Từ một sự thật nó trở thành cái bản thể, như pháp thân vậy. Pháp thân tức là cái giáo lý. Tất cả những giáo lý, ví dụ như là tứ niệm xứ, tứ chánh căn, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, đó là những cái pháp môn, những cái giáo lý. Nó thay thế Đức Thế Tôn, nó tồn tại mãi trên cuộc đời để làm thầy của mình. Thì đó là pháp thân theo cái nghĩa nguyên khí của nó, pháp thân của ta bất hoại. Nhưng bây giờ trong đại thừa, pháp thân nó trở thành một cái gì chắc thực hơn, rất là tế nhị, rất là đẹp. Cũng như nói là chim hót, thông reo, hoa não đều là thức pháp cả. Và vì vậy trên pháp thân tức là thực tại nền tảng của vạn hữu. Quý vị có thấy không? Pháp thân là nền tảng của vạn hữu. Và như vậy, tất cả những cái này nó mang cái chất liệu ontologic bản thể. Thành không tức là một cái gì có thật, và nó là nền tảng cho tất cả mọi cái. Mà nó không còn là một cái tự giác, nó không phải chỉ là một cái tự giác, mà nó là cái gì có thật để làm nền tảng cho tất cả mọi cái. Nó là một cái entity ontologic. Và nếu mình thông minh thì mình có thể sử dụng được để giảng dạy, để thực tập. Nhưng mà nếu mình không có thông minh thì mình có thể đi tới một quan điểm rất gần với thần giáo.
thế y dùng. Và nó trở thành thượng đế. Thượng đế tức là nền tảng của tất cả mọi loài. Cũng như Niết Bàn cũng vậy. Niết Bàn có thể trở thành ra một cái nền tảng bản thể, một cái ground ontological ground hoàn thể. Thì chúng ta nên nhớ chữ pháp thân được Đức Thế Tôn dùng, nó chính nghĩa có nghĩa là giáo pháp thôi, nó là pháp môn thôi. Và bây giờ các thi sĩ của thiền môn nói rằng chim rõ hót, trong rau hoa nở, trăng bạc mây vàng đều là sự biểu hiện của pháp thân. Nó đúng ở chỗ là nếu mình nhìn vào bông hoa thì mình có thể nghe bông hoa thuyết pháp. Nó thuyết pháp về vô thường, nó thuyết pháp về vô ngã, nó thuyết pháp về tương tức. Đúng như vậy. Nhìn vào bất cứ một cái hiện tượng nào trên thế giới, mình đều thấy rằng hiện tượng đó đang thuyết pháp. Tại quan chiếu thì thấy như vậy. Tất cả mọi cái nếu nhìn cho kỹ thì nó diễn bày cái sự thật về vô thường, vô ngã, tương tức. Thì pháp thân là như vậy. Nhưng mà nếu nói pháp thân là một cái gì chắc thực, nó làm cái nền tảng để phát hiện ra những cái đó, thì là mình đi hơi xa. Cái nét thứ bảy, là cái sự sùng tín, là yếu tố sùng tín. Chúng ta thực tập bằng hai đường. Chúng ta thực tập với sự quán chiếu, với trí tuệ để giải thoát. Thì đó là trong tinh thần nguyên thủy. Nhưng mà có những người không thực tập được. Họ chỉ có niềm tin thôi. Ví dụ như tam quy là một, đối với chúng ta là mai tam quy là sự thực tập. Chứ không phải là phó thác tất cả cho tam bảo, mà là thực tập tam bảo, tức quy Phật. Quy Phật tức là tin tưởng vào rằng mình có khả năng, mình có cái khả năng có thể có chánh niệm, đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm, mình có thể có sự tỉnh thức trong đời sống hàng ngày, thì gọi là quy Phật. Không phải là lại xuống Phật ở ngoài mình và mình lại xuống thì gọi là quy Phật. Nếu mà lại xuống mà quy Phật thì đó là sự thực tập của tín tâm sùng tín. Còn nếu là mình là thực tập quy Phật thì mỗi hơi thở, mỗi bước chân mình đều có buộc ở trong con người của mình hết, lo nương tựa vào buộc chánh niệm, chánh định. Còn quy pháp thì đối với những người mà không có khả năng thì họ nói là diệu pháp của Đức Thế Tôn hay lắm, con xin cúi đầu kính lại, con rất tin. Còn mình quy pháp thì mình tin tưởng rằng những cái giáo pháp, những cái pháp môn đưa ra mình thực tập được, và mình đang thực tập những cái pháp môn đó. Một khi có buồn, có giận, có lo, mình dùng pháp, mình an trú trong pháp để nó khỏi, để mà chuyển hóa được, thì gọi là quy pháp. Và quy tăng cũng vậy. Có những người chỉ đem gạo, cơm, chuối, rau muống tới cúng dường thôi. Họ thực tập sùng tín để có công đức. Họ cũng bất khổ nhiều lắm trong khi quy buộc, quy pháp, quy tăng như vậy. Nhưng mà mình là những người tu thì quy tăng có nghĩa là mình có niềm tin để tăng thân.
mình mỗi ngày xây dựng tăng thân, mình không có đi riêng rẽ với tăng thân, thì cái đó gọi là phi tăng. Thành ra ban đầu trong Phật giáo thì cái chất liệu của sùng tín nó ít thôi, nó được chừng 20%. Người ta cũng niệm Nam Mô Tát Sa Ba Va Đa Tô Va Ra Tô, con xin hướng về Đức Thế Tôn như mình, thì nó đỡ lắm. Nhưng mà người ta thực tập. Tại vì vậy cho nên cái Phật giáo đó gọi là Phật giáo sùng tín, gọi là devotion. Devotion, tức là bắt đi. Và trong Đạo Phật, Đại Thừa bắt đầu, nó cái chất liệu sùng tín nó cũng lên rất là cao. Chất liệu trí tuệ nó lên cao là đành rồi, nhưng mà chất liệu sùng tín cũng lên rất là cao. Nó đi đôi với cái từ bi được nâng cao ngang với trí tuệ. Vì vậy cho nên có sự xuất hiện của đối tượng của sự sùng tín. Sùng tín Đức Bổn Sư đã đành rồi. Nhưng mà Đức Bổn Sư không có đủ. Phải có những vị buộc khác nữa để sùng tín. Vì vậy cho nên đã xuất hiện thêm một Di Đà, đã có xuất hiện thêm một A Súc. Và tin tưởng vào cõi tịnh độ của Đức A Di Đà, tin tưởng vào cõi tịnh độ của Bụt A Súc, và tin tưởng vào Long Hoa Tam Hội của Bụt Di Đà. Và đối tượng của sự sùng tín nó được tạo dựng ra. Và trong số các đối tượng đó, ngoài các hình ảnh của những vị Bụt, còn có hình ảnh của những vị Bồ Tát, như là Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quán Âm, đều là những đối tượng của sự sùng tín. Và các vị đó không phải là những nhân vật lịch sử. Không phải những nhân vật lịch sử như là Thích Ca Mâu Ni, hay là Xá Lợi Phất, hay là Mục Kiền Liên. Tại sao mình có thể sùng tín được một con người mà không có tính cách lịch sử, không phải là nhân vật lịch sử? Cái chuyện này chứ tổ không có nào đúng. Tại vì đại trí là gì? Đại trí là trí tuệ lớn, mà chính trí tuệ lớn nó giải phóng cho con người. Tất cả mọi chúng ta ai cũng cần tới đại trí hết. Và người ta nói rằng đại trí tức là mẹ của Đức Thế Tôn. Và nếu là mẹ Đức Thế Tôn, làm sao mình có sùng kính được? Vì vậy cho nên người ta đã nhân cách hóa đại trí. The personified, personification đại trí. Và mình có Đức Bồ Tát Văn Thù. Và mình biết rằng Bồ Tát Văn Thù có trong Đức Thích Ca, có trong Thời Xá Lợi Phất, nhưng mà cũng có trong mình. Và mỗi khi mình lạy xuống thì mình tiếp xúc được với cái chất liệu đại trí trong con mình. Vì vậy cho nên mình lạy xuống trước một vị Bồ Tát tên là Đại Trí Văn Thù, không phải là thờ cúng một vị thần vu vơ, mà là cái sự thật. Tại đại trí là một cái gì có thật, nó có các công năng giải phóng. Mình đau buồn, mình ganh tị, mình giận hờn, nhưng mà khi mình hiểu ra cái thì hết đau buồn, hết giận dữ, hết hết nghi ngờ, hết ganh tị. Bởi vì vậy cho nên đại trí là yếu tố của giải thoát. Bởi vì vậy cho nên đại trí là đối tượng của sự sùng kính của mình. Nhưng mà những người chưa đi sâu thì nghĩ là Đức Văn Thù ở ngoài, mình phải hướng về kính lại. Còn mình là những người tu đã lâu rồi, mình biết rằng vốn Đức Văn Thù có trong sự ăn của mình, có trong sự chuyện của mình, đó có trong thầy mình, có trong chính mình. Và mỗi khi lại xuống như vậy, mình tiếp xúc với Văn Thù như là một cái gì có thiệt, cụ thể, chứ không phải là một cái hình ảnh vu vơ của sự thờ phụng. Và điều này cũng đúng đối với là Đại Bi.
Và Bồ Tát Quan Thế Âm trong sự nghiên cứu khoa học thì biết rằng đó là một nhân vật không phải là lịch sử. Nhưng mà chúng ta rất là cần tình thương, chúng ta cần sự tha thứ và bao dung, chúng ta cần khả năng lắng nghe, cho nên chúng ta đã nhân cách hóa đại bi. Và chúng ta có hình ảnh của Đức Quan Thế Âm, có khi là đàn ông, có khi là đàn bà. Và Quan Thế Âm không phải là một cái vị thần vua, mà là một chất liệu có thật. Cũng như bây giờ ai cũng sùng tín tự do, bình đẳng, dân chủ. Tự do, bình đẳng, dân chủ đều là những cái đối tượng của sự ham muốn, sùng tín của con người hiện đại, cũng khác gì. Và khi mà nước Pháp tặng cho nước Mỹ một cái tượng thần tự do thì cũng như vậy thôi, đó là Bồ Tát tự do, Statue de la Liberté. Thì mình cũng vậy thôi, mình rất cần chất liệu của trí tuệ, mình cần rất cần chất liệu của tình thương, mình rất cần chất liệu của đại nguyện, mình rất cần chất liệu của sự hành động. Và vì vậy cho nên mình nhân cách hóa những chất liệu đó để cho người ta dễ dàng tập trung. Và vì vậy cho nên mình có Đức Bồ Tát, Long Phù, Phổ Hiền, Quan Âm và Địa Tạng. Cũng như là ở nhân gian họ có những cái vị Bồ Tát dân chủ, tự do, công bằng, huynh đệ, tình huynh đệ, fraternité. Nước Pháp là nước Pháp là gì? Ba vị Bồ Tát của nước Pháp là gì? Là liberté, fraternité, égalité, bình đẳng, huynh đệ và tự do. Đó là ba vị Bồ Tát của nước Pháp mà ai cũng phải công nhận hết, ai cũng muốn hết. Có cái khác là không có, có làm thành tượng thôi, làm thành tượng thì cũng được. Và mình hiểu như vậy thì mình biết rằng thì cái lạy của mình nó sâu hơn. Thì khi mình lạy thì mình tiếp xúc được cái năng lượng vĩ đại của tình thương hay là của trí tuệ của các vị trước mình, của những người đang đi với mình và của những người sẽ đi với mình. Và đó là chuyện có thiệt, các vị Bồ Tát. Không cần phải là nhân vật lịch sử, nhưng mà thiệt, không có kém gì những nhân vật lịch sử. Tại cái tinh thần của Đại Thừa Lãnh Như Vậy, nó rất là phóng khoáng, nó rất là phá chấp. Và nếu mình cần tạo ra một vị Bồ Tát mới, thì mình vẫn có thể tạo ra một vị Bồ Tát mới. Và có một thứ điểm nữa mà mình phải kể, nếu không thì nó thiếu. Đó là phương tiện quyền xảo. Skillful means. Upaya. Kausalya đều nhắc rất là đặc biệt. Và nếu mình nắm được giáo pháp rồi, nắm được pháp môn rồi, thì mình có tự do, có tự do chế tác ra những pháp môn mới, có thể chế tác ra các vị Bồ Tát và các vị Phật nữa. Cái gì cũng được hết, miễn là giúp cho người ta bớt khổ, đi tới trên cái đường chuyển hóa, mình có thể làm được tất cả mọi cái. Và là phương tiện quyền xã. Nếu cần thêm một tình độ ở phía
phía Bắc, thì mình cũng có thể tạo dựng một tịnh độ phía Bắc và đặt vào đó một vị Bồ và các vị Bồ Tát phụ tá cũng được nhận thức, nếu mà công việc làm đó có thể giúp cho người ta bớt khổ. Cho nên với cái tinh thần đó, phóng khoáng đó, thì chúng ta có thể tạo ra được bao nhiêu là có tịnh độ, bao nhiêu là vị Bồ Tát, bao nhiêu là vị Bồ để tới giúp cho mình. Đó là tinh thần vĩ đại của Đại Thừa. Và với cái tinh thần phương tiện nguồn xảo, thì có rất là nhiều không gian, có rất là nhiều điều kiện để hiến tặng những pháp môn mới, những cách hành trì mới, những cái giáo lý mới. Nhưng mà với điều kiện là những cái đó phải có khả năng đưa người tới gần, tới gần, tới gần cái chánh pháp. Và chúng ta trong những ngày qua đã đi ngang qua ba cái thời kỳ này. Để thấy được những cái nét chính, chúng ta đi máy bay ở trên cao, thành ra nhìn thấy cái tổng thể vậy thôi. Rồi trong những cái tuần tới chúng ta sẽ bắt đầu hạ cánh xuống và đi thăm từng chi tiết một. Chúng đại chúng ăn sáng cho ngon.